Vâng, chào anh em tinh tế. Hôm nay mình bình chọn điện thoại xuống nhất nhất của năm là 2017 là Galaxy Note 8. Thứ nhất là màn hình vô cực, thứ hai là camera kép đẹp, thứ ba là FM, thứ tư là dịch vụ top Samsung Pay với Galaxy, và tặng với anh em mà thích cà phê xem phim thì cũng sử dụng mã của nó cũng ok. Đây mình FPS, đây mình sử dụng FPS trên Note 4 thôi. Đấy. Tiếp nè. Nói chung nhìn thấy cũng FPS nhìn cũng dùng cái app cũng ok. Nên mình chọn Galaxy Note 8. Vâng, chào anh em.